Chào bác Phương, thì hôm nay là nhân dịp bác qua nhà thuốc 365 chúng cháu mua thuốc, thì cháu cũng muốn xin là cái chia sẻ cũng như cái cảm nhận của bác về cái chất lượng cũng như là các cái sản phẩm của nhà thuốc bên chúng cháu được không ạ? Bác là cán bộ nghỉ hưu, năm nay là bác 74 tuổi. Thế bác thường xuyên là ra nhà cửa hàng thuốc 365 để mua thuốc của các cháu. Bác lựa chọn, tuy rằng nhà bác thì rất nhiều hiệu thuốc ngay bên cạnh nhà thôi, nhưng cơ mà bác vẫn lựa chọn cửa hàng các cháu. Vì bác thấy điểm thứ nhất bác đặt lên đó là thuốc của các cháu rất là chất lượng. Ví dụ bác mua thuốc huyết áp, bác mua thuốc tuần hoàn não thì uống thì bác thấy là ổn định, thế và có hiệu quả. Đấy là cái thứ nhất là chất lượng. Cái thứ hai là cửa hàng thuốc 365 của các cháu là cửa hàng mà bác thấy là rất là to. Trong khu này là to đấy. Rồi. Thế và nhiều thuốc, rất là nhiều thuốc. Ví dụ trước mà các cháu không có cửa hàng đây, nhiều khi thuốc bác đi mua là không có đâu. Ví dụ như là thuốc tiêm bổ não chẳng hạn. Rồi. Nhưng mà khi cửa hàng cháu có đây là bác mua không những cho bác mà cho gia đình bác, cho họ hàng nhà bác. Thì nói chung là các cháu rất nhiều loại thuốc. Rồi. Đấy là điểm thứ hai. Điểm thứ ba mà bác lựa chọn mua thuốc của các cháu ở đây là cái tư vấn thuốc của các cháu. Phải nói là các cháu tư vấn, bác nói là cái tâm đầu tiên. Các cháu rất có tâm và các cháu lại có trình độ. Ở đây bác thấy là ví dụ như là các bác mà về hưu, có thể là kinh tế cũng còn khó khăn, thì các cháu cũng tư vấn cho các bác những cái thuốc rất là phù hợp. Đấy là bác nghĩ là có tâm. Thế và khi các cháu tư vấn thì bác thấy là các cháu có trình độ chuyên môn. Bởi vậy khi được các cháu tư vấn là bác cảm thấy an tâm lắm và tin tưởng lắm. Đấy. Thế cái đấy là rất quý các cháu ạ. Thế điểm thứ tư là bác thấy là cửa hàng thuốc của mình ở đây, cửa hàng thuốc 365 của các cháu là cái thứ nhất là các cháu thỉnh thoảng các cháu hay khuyến mại cho các bác à. Thế rồi các cháu lại cho các bác tích điểm. Có quà tặng. Quà tặng. Thế đấy là một trong những yếu tố mà tâm lý của khách hàng thôi, ai cũng thế thôi. Nếu mà mua là được tặng quà này, rồi giá phải chăng này, rồi giá rẻ này, thì nói chung là các bác cũng rất là phấn khởi. Thế thì bác thấy là nhà thuốc 365 là có uy tín, chất lượng và phục vụ các cháu, nhân viên bán hàng là phục vụ các bác rất là chu đáo, tận tình. Thế và đặc biệt bác nói là cái tâm của các cháu làm bác tin tưởng lắm. Bác Phương ơi, để nhà thuốc 365 chúng cháu được tốt hơn thì bác có chia sẻ gì để giúp ba chúng cháu được cải thiện cái chất lượng dịch vụ cũng như là các cái sản phẩm mà được không ạ? Bác thấy là nhà thuốc 365 của các cháu thì rất nhiều ưu điểm. Thế bác mua thuốc thì các loại thuốc bác mua thì đều có rất là đầy đủ. Thế chỉ có cái đợt Covid vừa qua thì đúng là nhiều lúc mà ra mua những cái thuốc về phục vụ cho Covid thì nhiều khi là các cháu chưa có hàng. Dạ vâng. Đấy. Thế cô bác chỉ góp ý cái đấy thôi, chứ còn bác rất hài lòng về nhà thuốc. Thế và cuối cùng thì bác chúc tất cả các cháu sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thành đạt. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Cháu cũng xin chúc bác cùng gia đình là thật nhiều sức khỏe này. Bác cảm ơn. Vâng, cháu cảm ơn nhà bác. Nhà thuốc 365.